Chúng ta cứ làm thế đi, không đòi được chút lãi thì cũng không phải phong cách của chúng ta. Đồng chí, không được đánh người, làm thế là sai. Vệ Hồng, vẫn chưa thu dọn xong à? Cô chủ, có người tìm cô, cô. Vệ Hồng, cô tan ca trước đi, đi đường cẩn thận nhé. Được rồi, sếp, tôi dọn dẹp gần xong rồi. Lúc cô đi thì tắt đèn khóa cửa là được. Đợi cô ấy đi rồi, Vân Du đóng cửa tiệm lại, lấy từ trong quầy ra chồng ảnh đó. Đã các người đến rồi, vậy tôi cũng không vòng vo. Bằng chứng mà các người cần đây. Ở đây có toàn bộ quá trình tranh cãi của hai người, bao gồm cả những điểm chính tôi đã nói. Tất cả đều được quay lại rõ ràng. Đừng vội, bằng chứng ngay tại đây. Nói thật lòng, tôi không mấy tin tưởng cô. Vì vậy, tôi phải nghe thấy bằng chứng mà tôi cần trước đã. Hừ, chuyện cô và con trai bị trúng độc, đúng như cô đã đoán. Lúc đó khi cô dùng nước rửa lọ thuốc, trong bể nước có phải không có nước đúng không? Chỉ có trong xô bên cạnh bể mới có nước. Hạt y cô là nước trong xô có vấn đề à? Nhưng nước trong thùng đó cũng là do tôi gánh về. Si, nói cô thông minh cũng chỉ đến thế mà thôi. Nước là do cô gánh, nước thì không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở cái thùng nước đó. Lý Tú Hồng đã bôi thuốc lên thành thùng. Khi thùng đầy nước, thuốc lại tan vào trong nước. Hiểu ra rồi sao? Hóa ra là chuyện như vậy. Thảo nào mà tôi mãi không hiểu. Rốt cuộc là ở khâu nào có vấn đề? Tiêu Ái, chuyện này con có tham gia không? Sao con có thể tham gia được? Con đâu có ngốc. Trước đó con còn chưa gặp Vân Du lần nào. Con hoàn toàn không có ý gì với cô ấy. Vậy tại sao Lý Tú Hồng lại cho tôi uống thuốc? Thật sự không phải là do cô xúi giục. Mặc dù sau này tôi rất ghét cô, nhưng tôi cũng không xấu xa đến mức đó. Đó là ý tưởng của chính Lý Tú Hồng. Cô ấy đã biết chuyện giữa tôi và Lý Triều Dương từ lâu rồi. Cô ấy luôn tìm cách làm hài lòng tôi, muốn vào làm việc trong nhà máy dệt. Nhưng lương tâm trời đất, tôi thực sự không ngờ cô ấy lại đầu độc các bạn. Vậy làm sao Lý Tú Hồng lại nói sự thật cho cô biết? Hừ, còn vì sao nữa? Dĩ nhiên là để lấy lòng tôi rồi. Sau khi vào nhà máy, cô ấy chỉ là công nhân tạm thời. Cô ấy muốn được chính thức, nhưng chỉ có 3 suất nhân viên chính thức. Đâu có dễ như vậy. Vì vậy cô ấy đã nói với tôi về chuyện này. Lúc đó tôi cũng suýt nữa bị giả sợ. Tiểu Ái, sao con lại hồ đồ như vậy? Nhà họ Lý đang hại người, vậy mà con lại biết mà không báo. Con có biết rằng việc này cũng là phạm pháp không? Cố Vân Du và con trai cô ấy cũng không sao mà. Được rồi, tôi đã nói hết những gì tôi biết. Có thể đưa cho tôi bằng chứng tôi cần được không? Tôi còn một yêu cầu nữa. Hả? Ý cô là gì? Muốn lật lọng? Tất nhiên là không. Tôi tin những gì cô nói, nhưng tôi vẫn không thể đưa ra được bằng chứng. Chứng minh là Lý Tú Hồng đã đầu độc tôi. Vì vậy, sau khi cảnh sát bắt giữ Lý Tú Hồng, tôi yêu cầu cô làm chứng cho tôi. Tôi không muốn dính vào rắc rối này đâu. Điều đó không tùy thuộc vào cô. Tần Ái, thật ra yêu cầu này đối với cô chỉ có lợi mà không có hại gì. Dù sao, cô đã biết từ lâu rồi sự thật về việc Lý Tú Hồng âm mưu đầu độc tôi, nhưng biết mà không báo. Nếu lúc đó tôi cố ý nói với công an, cô nói xem cô có gặp rắc rối không? Cô thật vô liêm sỉ, kẻ tám lạng, người nửa cân, so với anh, tôi kém xa. Đồng chí nhờ tôi đồng ý thay cô ấy. Đừng lo lắng, đợi khi an ninh bắt giữ Lý Tú Hồng xong, tôi sẽ bảo Tiểu Ái ra làm chứng cho cô. Bố, bố đừng làm loạn nữa, chuyện này không để con tùy tiện hành động. Đồng chí Vân và con trai của cô ấy chính vì con mới gặp phải tai họa sát thân, bố nên đứng ra làm chứng. Huống chi nếu Vân Du muốn làm lớn chuyện này, Tiểu Ái có thể thoát khỏi liên can không? Giúp làm chứng thì có thể được tiếng tốt. Này, Tần Ái, cô đúng là may mắn. Đây là toàn bộ quá trình, tôi đã quay rất kỹ lưỡng. Nếu các người lật ra xem như lật sách, sẽ có bất ngờ đấy. Nếu lúc đó không phải tôi lên tiếng, thì đến hôm nay vừa đúng là ngày thứ bảy của bạn. Tần Ái mặt mày tái nhợt, dù trước đó cô ấy đã tin lời của Vân Du, nhưng việc chứng kiến toàn bộ quá trình làm cú sốc càng trở nên nặng nề hơn. Đi, tới cục an ninh. Không được bỏ qua Lý Triều Dương. Tiểu Mạn, vụ đầu độc của chúng ta đã có kết quả rồi. Mẹ đang ở sở an ninh, con cũng đến đây đi. Các người có quan hệ gì? Tôi là vợ cũ xui xẻo. Cô nói xem đây là quan hệ gì? Hay thật, người yêu cũ và người yêu hiện tại cùng đến báo án. Một người tố cáo em gái chồng cũ cố tình đầu độc, một vụ kiện chồng cố ý gây thương tích. Hơn nữa cả hai người đều có thể làm chứng cho đối phương. Các bạn thật sự có duyên đấy nhỉ? Này, có biết nói chuyện không? Cái này mà cũng gọi là duyên à? Đồng chí, chắc chắn các bạn hiểu lầm rồi. Vợ tôi bị ngã do tai nạn thôi. Tình cảm giữa tôi và cô ấy rất tốt, làm sao có thể cố ý làm hại cô ấy? Đợi sau khi chúng tôi tự mình điều tra xong mới có thể kết luận. Bây giờ việc anh cần làm là phối hợp với công việc của chúng tôi. Có phải cô làm trò quỷ không? Vân Du, chúng ta đã ly hôn lâu rồi. Tiền tôi cho cô cũng đã đưa rồi. Rốt cuộc cô còn muốn gì nữa? Đồng chí, người phụ nữ này đã có lòng thù hận từ trước, cố ý vu cáo tôi. Các đồng chí đừng bị cô ta lừa. Xịt, ai rảnh rỗi mà đi vu cáo anh? Cái đồ hôi thối như anh, tôi tránh còn không kịp, ai lại vô cớ đến gần anh? Rõ ràng là một đống phân, vậy mà cũng dám tự xem mình là vàng thật. Là tôi tố cáo anh, không liên quan gì đến Vân Du đâu. Di cơ, Tiểu Ái. Em nói tại sao, Lý Triều Dương, đến mức này rồi, anh vẫn không chịu nói thật. Tôi thật sự tự ngã sao? Tiểu Ái, anh biết trong lòng em rất đau khổ, hận anh, nhưng chuyện hôm đó thật sự là do em không đứng vững.
Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, chuyện giữa vợ chồng mình. Về nhà đóng cửa lại từ từ nói, anh thậm chí quỳ xuống nhận sai cũng được. Đừng làm ầm lên ở đây được không? Tiêu Ai, nói nhiều vô ích thôi. Đợi đến khi đồng chí cảnh sát thẩm vấn, trong tay chúng ta có bằng chứng, hắn không thể chối cãi. Bố, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bằng chứng gì? Sao con không hiểu gì cả? Tất nhiên là chứng cứ anh đẩy ngã Tiểu Ái và muốn dùng mạnh sứ để cắt cô ấy. Hừ, Lý Triều Dương, cậu đúng là con sói ẩn mình trong núi sâu thật đấy. Tôi đã quá coi thường cậu rồi. Bác Tiểu Ái, con không có. Mọi người thật sự đã hiểu lầm rồi. Đừng lề mề nữa, nhanh chóng vào làm thủ tục đi. Có phải hiểu lầm không? Kiểm tra là biết ngay thôi mà. Sao lại thành ra thế này? Người phụ nữ này vừa nghe chúng ta đến vì vụ đầu độc, liền sợ hãi bỏ chạy. Chúng ta đuổi theo cô ta, cô ta thậm chí còn tấn công chúng ta. Vì vậy, chúng ta đã khống chế cô ta. Chị dâu, cứu em với. Tôi làm vậy là vì chị đấy. Chị không thể thấy chết mà không cứu được. Cút, đừng có đổ oan cho tôi. Chúng ta cứ làm thế đi, nhìn xem, không đòi lại chút lãi thì chẳng phải đó đâu phải phong cách của chúng ta. Đồng chí, không được đánh người, như vậy là sai. Đồng chí cảnh sát, anh xem bọn họ đánh tôi kìa. Mau bắt họ lại, nhanh lên. Nếu cô không gây chuyện, họ có đánh cô không? Lý Tú Hồng, ngoan ngoãn đi, đi với chúng tôi đến phòng thẩm vấn. Đêm nay, Vân Du và những người khác đã ở lại đồn cảnh sát đến nửa đêm. Trước đó, anh em nhà Lý, Lý Tam không thừa nhận tội lỗi của mình. Cho đến khi Lý Triều Dương nhìn thấy sắp ảnh đó, Lý Tú Hồng bị Tần Ái đối chứng trực tiếp. Cả hai mới hoảng loạn. Tiêu Ái, lúc đó anh chỉ là nhất thời hồ đồ, không thực sự muốn hại em. Anh yêu em nhiều như vậy. Tiêu Ái, em đừng để những bức ảnh có ý đồ xấu này làm mê hoặc. Vân Du không có ý tốt đâu. Cô ấy cố ý đến để phá hoại chúng ta. Hừ, Lý Triều Dương, tuy em, Tần Ái, không thông minh lắm, nhưng em không ngu. Kể từ khi nhận giấy kết hôn, những thay đổi của anh tôi đều nhìn thấy hết. Ngay từ lần đầu tiên anh ra tay đánh tôi đã nên ly hôn với anh rồi. Anh cứ ngồi tù cho đàng hoàng đi. Tôi muốn tận mắt thấy anh ở tù đến khi mục xương. Vân Du, chị dâu, xin chị đừng truy cứu em nữa. Chỉ là lúc đó em đã bị ma quỷ ám ảnh. Tôi chỉ muốn dọa cô thôi. Hơn nữa cô và Tiểu Mạn cũng không sao mà. Chị dâu, chúng ta cũng từng là một gia đình. Trước đây tôi đối xử với cô cũng không tệ. Cô hãy vì tình cảm trước đây mà tha thứ cho tôi lần này đi. Tôi đảm bảo sau này sẽ tuyệt đối làm trâu làm ngựa, chuộc tội cho cô và Tiểu Mạn. Sao, không độc chết được mẹ con tôi? Cô còn nghĩ là mình đã nương tay à? Lý Tú Hồng, cô cũng dám nói tình cảm. Mấy năm tôi ở nhà họ Lý, chỉ riêng việc giặt quần cho cô đã mất 3 năm. Cô đúng là đồ súc sinh, ít nhất cũng phải nhớ cho tôi một chút chứ. Vì một công việc, cô lại muốn đưa tôi và con đến ba cõi khác nhau. Trái tim cô thật độc ác hơn người ta tưởng. Mẹ con tôi sống sót không phải vì cô nương tay, là vì Diêm Vương thấy không nỡ trước oán hận của mẹ con tôi, nên mới đặc biệt cho chúng tôi trở về báo thù. Đồng chí Trị An, tôi yêu cầu trừng phạt nặng Lý Tú Hồng bằng cách xử bắn. Mẹ con chủ nhân thực sự đã chết rồi. Không cho Lý Tú Hồng ăn đậu phộng, làm sao an ủi được linh hồn mẹ con chủ cũ nơi chín suối? Làm sao phán quyết cũng không phải do chúng ta quyết định, phải xem tòa án. Hai mẹ con chị cũng không bị tổn hại quá nhiều. Tôi ước tính Lý Tú Hồng nặng lắm cũng chỉ bị kết án chung thân. Nếu chậm lại 2-3 năm nữa, chắc chắn Lý Tú Hồng sẽ bị xử bắn. Thật đáng tiếc, tuân theo phán quyết của pháp luật, các đồng chí hôm nay đã vất vả rồi. Sao mà mình còn trẻ quá vậy chứ? Còn phải chịu áp bức thêm mười mấy năm nữa. Các người làm gì đấy? Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, cũng dám tùy tiện vào đây. Chú, chúng cháu đến đây làm việc, không đi nhầm đâu. Làm việc gì? Tất nhiên là công việc có liên quan đến đơn vị của các anh. Anh có biết đơn vị chúng tôi xử lý những loại công việc gì không? Chúng tôi chỉ giải quyết các công việc liên quan đến đất công nghiệp và thương mại. Các anh, nếu chỉ xây nhà riêng thì chỗ này không tiếp nhận đâu. Chúng tôi biết, nên chúng tôi không đi nhầm chỗ. Các cậu đến mua đất để xây nhà máy à? Hừ, đừng đùa nữa, mấy đứa nhóc như các cậu mà cũng mua nổi đất sao? Chú ơi, chú kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? 40 đồng, xì. Khinh người quá nhỉ, con tưởng chú kiếm được 40 vạn một tháng chứ. Nhóc con, cậu nói kiểu gì vậy? Ha ha ha, tất nhiên là nói nghiêm túc rồi. Chú à, bọn cháu đến đây làm việc, chú chỉ cần mở cửa cho bọn cháu vào là được. Dù bọn cháu có đến nhầm chỗ đi chăng nữa, cũng không đến lượt chú lo. Hừ, nếu tôi không cho các cậu vào thì sao? Không sao cả, cùng lắm thì tôi sẽ chờ ở đây. Sếp của chú chẳng phải cũng phải tan ca sao? Đến lúc đó tôi sẽ chặn ở cổng chính này, hỏi rõ lãnh đạo của các người, chúng tôi rốt cuộc có đủ tư cách vào cổng này không? Ông già đã canh cổng nhiều năm, chưa từng thấy ai như Vân Du. Trước đây những người đến làm việc, ai cũng đưa thuốc và nói lời hay, sợ ông ấy chặn không cho vào. Cô gái này thật là lợi hại, thậm chí còn dọa chặn cửa tố cáo. Hừ, sau khi vào cơ quan, họ dựng xe đạp sang một bên, cầm tài liệu đi vào văn phòng. Kết quả sau khi nộp tài liệu xong, thì có người tháo van xe đạp. Chị Vân, lão già này thật là thiếu đạo đức, tôi phải mắng ông ta mấy câu mới được.
Để tôi, chuyện nhỏ thôi, không cần thiết. Vân Du đẩy chiếc xe đạp xẹp lốp, đi đến phòng bảo vệ. Ông già, ông có biết làm nhiều việc thất đức? Cả đời này đều xui xẻo không? Ý cô là gì? Cô nghĩ lốp xe này là tôi xì hơi à? Tôi đâu có nói là do chú làm đâu. Chú đừng nghĩ nhiều. Ai làm thì người đó tự biết rõ. Dù sao thì người làm chuyện này, chắc cả đời này cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Chưa hết đâu, đời con cháu chắc cũng thế thôi. Vì trên làm không đúng dưới cũng làm sai. Mẹ, mẹ nói có phải không? Cậu đang nguyền rủa ai thế? Hừ, tất nhiên là nguyền rủa cái thằng rút van xe của tôi rồi. Chú kích động thế làm gì? Chẳng lẽ là chú rút à? Có một số người ấy, nhìn thì ra vẻ người, nhưng lại làm chuyện chẳng ra gì. Nhưng chúng ta, con người, làm sao mà có thể so đo với sinh vật như thế này được chứ? Chỉ là hai cái van thôi mà. Qua bên kia đường là có thể thay rồi. Có thể trì hoãn chuyện gì to tát được chứ? Này, chú làm bảo vệ kiểu gì thế hả? Sao lại để bất cứ ai cũng vào trong sân? Ba người nói vài câu, tôi nói vài câu. Nói đến mức ông cụ muốn tìm một cái hố để chui vào. Sau này các cậu đến làm việc, cứ đỗ xe ở chỗ tôi là được. Con chó canh cổng đó không phải người tốt đâu. Rất thiếu đạo đức. Tôi vừa tận mắt thấy hắn rút van lốp. Chỉ là tôi làm nghề sửa xe, cũng không tiện can thiệp việc của người ta. Chỉ có thể nhắc nhở các cậu thôi. Vậy anh không sợ hắn sẽ quay lại trả thù anh sao? Trong ngành của bọn tôi đều dựa vào tay nghề mà sống. Bày hàng ở đâu mà chẳng được. Hắn là người mỗi ngày đều phải đi làm đúng giờ. Làm sao có thể đi khắp nơi để gây phiền phức cho tôi chứ? Nếu hắn thực sự rảnh rỗi như vậy, thì tôi sẽ giải đinh chiếc xe của hắn suốt. Để xem hắn có phục hay không. Ha ha ha. Lần sau chúng tôi đến đây sẽ đỗ xe ở chỗ anh. Được, lúc nào cũng hoan nghênh. Dù sao thì hai bên đường này rộng thế này, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của tôi. Chỉ là giúp trông coi một chút thôi mà. Cô chủ tuyển người là chuyện lớn như vậy, chúng tôi có làm được không? Nhờ đâu người chúng ta tuyển vào không được thì sao? Ngay cả người như Ngũ Gia Tăng mà các cậu còn dám chiêu dụ, chẳng phải các cậu đã lôi kéo được rồi sao? Gan dạ của các cậu chắc chắn đủ dùng, không cần sợ, cứ mạnh dạn mà tiến lên. Còn về khả năng nghìn người, chẳng phải đây là cơ hội để các cậu rèn luyện sao? Dù có tuyển nhầm người không phù hợp cũng không sao đâu, chúng ta có thời gian thử việc, không đạt trong thời gian thử việc thì cho họ tính tiền rồi đi thôi. Nhìn em nhát gan kìa. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ làm mẫu cho em. Tưởng mình giỏi lắm à? Ha ha khả. Hai người này chẳng phải là có ý với nhau rồi sao? Chẳng lẽ con bướm nhỏ này của mình đã thay đổi con đường phát tài của đại ca Kim, nên cũng thay đổi đường tình duyên của anh ấy sao? Thôi bỏ đi, chuyện tình cảm mình nên ít xen vào. Tình cảm của mình còn rối rắm nữa là, làm sao chỉ dạy được ai? Đừng bám lấy mẹ nữa, sao mẹ nói vậy? Sếp ơi, lãnh đạo ban chiều thương đến rồi, chủ nhiệm Mã thất lễ rồi. Mau mời vào. Hả, cô là Vân Du phải không? Tôi Đông Thủy Nghiệp. Vâng, tôi chính là Vân Du. Mời vào. Cô thực sự muốn mở nhà máy điện tử à? Đây không phải chuyện đùa đâu. Chuyện lớn như thế này, tôi nghĩ không có mấy ai dám đem ra đùa giỡn. Cô còn quá trẻ. Đồng chí Vân, tôi phải nhấn mạnh với cậu lần nữa. Chuyện này không thể đùa được. Nếu có bất kỳ yếu tố đùa giỡn nào, mọi hậu quả, tôi tự chịu trách nhiệm. Trợ lý Cốc, mang bản kế hoạch của tôi đến đây. Bản kế hoạch đã viết mấy trang, giám đốc Mã xem rất kỹ. Ông ấy đã xem mất hơn 10 phút mới xong. Xem xong rồi, ông ấy không khỏi có chút kích động. Đồng chí Vân, dựa theo nội dung trong bản kế hoạch của cô, sau khi nhà máy này được xây dựng, ít nhất phải tuyển dụng 2.000 công nhân. Đúng vậy, đây chỉ là đợt đầu tiên. Ý tôi là sẽ xây dựng một khu công nghiệp điện tử ở Thâm Thị, sản xuất các linh kiện thiết bị điện tử. Ý tưởng này rất táo bạo. Cô có biết đây là một dự án lớn cỡ nào không? Tất nhiên là biết. Kiếp trước, một thương gia giàu có ở Đài Loan đã đạt được mục tiêu này. Còn kiếp này, tôi sẽ vượt qua ông ấy. Ngành điện tử, tương lai sẽ là một ngành cực kỳ có triển vọng. Tôi tin vào tầm nhìn của mình, và tôi cũng tin mình có thể đạt được tầm cao này. Nhưng, chỉ dựa vào khả năng của một mình tôi, thì tất nhiên vẫn có khó khăn. Vì vậy, tôi cần chính quyền Thâm Quyến hỗ trợ. Chúng ta cùng hợp tác, xây dựng một doanh nghiệp vàng cho Thâm Quyến và tạo dựng một thương hiệu dân tộc cho quốc gia. Đồng chí Vân, những gì cô nói tôi sẽ báo cáo trung thực lên cấp trên. Bản kế hoạch này tôi sẽ mang về cho lãnh đạo xem trước. Ngoài ra, còn có yêu cầu gì thì cứ nghĩ kỹ trước. Nếu được cấp trên phê duyệt, thì dự án có thể bắt đầu hoạt động ngay. Sếp ơi, tôi cảm thấy gánh nặng trên vai đột nhiên trở nên nặng quá. Sao tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ? Trước đây tôi cứ nghĩ là cô chỉ mở một xưởng may thôi. Tôi nghĩ với khả năng của mình thì có thể đảm đương được. Nhưng ai ngờ cô lại mở rộng quy mô lớn như vậy. Tôi bỗng thấy hoảng sợ. Tôi sợ mình không làm tốt. Làm vướng chân cô, làm cô mất mặt. Không muốn làm tôi mất mặt, vậy thì hãy học thật chăm chỉ. Cốc Phú, chị tin em có thể làm được. Chị rất giỏi trong việc đánh giá người khác. So với anh trai em, chị càng đánh giá cao em hơn. Làm việc tốt nhé, tương lai của em rất tươi sáng. Sự thiếu tự tin trong lòng Cốc Phú khiến Vân Du hoàn toàn tan biến. Chị cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Ông chủ không chê tôi, tại sao tôi phải tự chê mình trước? Như vậy thì quá hèn nhát, cô chủ nói tôi làm được. Điều khiến tôi bị cô ấy cuốn hút nhất chính là cái tinh thần dám nghĩ dám làm. Đặc biệt giống tôi khi còn trẻ.
Mẹ à, mẹ với họ có tranh nhau bao nhiêu tuổi đâu. Đúng vậy, tuổi trẻ thật tuyệt. Ha 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 ha. Sao mình lại trẻ như thế nhỉ? Còn phải bị áp bức mười mấy năm nữa. Ha 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 ha. Anh nói gì cơ? Lý Triều Dương vượt ngục rồi. Cái gì? Chào chủ nhiệm Mã, lâu lắm không gặp. Hi hi, sao cô lại ở trong xe này? Hôm nay anh phải trông xe cho cẩn thận đấy. Nhất định đừng để ai tháo van nữa nhé. Đồng chí Vân, chuyện gì xảy ra vậy? Cái van gì vậy? Không có gì đâu, tôi chỉ đùa với anh ấy thôi mà. Lần này có chủ nhiệm Mã đi cùng. Vân Du không đến quầy nữa, mà đi thẳng đến văn phòng của giám đốc Trương ở sở đất đai. Bây giờ ai cũng coi trọng việc xử lý đặc biệt. Vân Du, ngày hôm đó, tôi đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cấp. Đồng chí Vân, mong nhà máy điện tử của cô sớm hoàn thành. Xin mượn lời tốt đẹp của cục trưởng, chuyện mua đất suôn sẻ như vậy. Đương nhiên là vậy rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi sẽ không giữ hai vị lại lâu nữa. Tân sinh, anh hỏi chú bảo vệ bên anh xem, van xe đạp là chuyện gì vậy? Van xe đạp gì cơ? Trong này có chuyện gì không đấy? Đợi xe của trưởng phòng Mã đi rồi, giám đốc Trương lập tức đi đến phòng bảo vệ. Thật ra những chuyện nhỏ như thế này, chắc chắn không cần giám đốc phải đích thân can thiệp. Nhưng giám đốc phòng xúc tiến đầu tư đã đích thân nói rồi, chuyện này có vẻ nghiêm trọng đấy. Chuyện van khí là thế nào đây? Còn không chịu khai thật à? Cậu còn muốn làm việc này nữa không? Tôi, mấy ngày trước tôi đã lấy chiếc xe đạp của nữ đồng chí vừa rồi. Cậu thật là giỏi đấy. Ai vào đây làm việc? Ai mà không phải là thần tài chứ? Người ta, một phụ nữ, vừa ra tay đã mua ngay 50 mẫu đất. Ông đúng là đồ lẩm cẩm, lại dám tháo van xe đạp của người ta. Từ ngày mai, cút ngay cho tôi. Vân Du, Lý Triều Dương đã treo tường trốn khỏi trại giam rồi. Thím nói gì cơ? Lý Triều Dương đã vượt ngục rồi. Cái gì? Đúng vậy, vừa rồi người của Cục An ninh đến bảo rằng các cô phải chú ý an toàn nhiều hơn. Hắn đã chạy trốn vào nửa đêm hôm qua, mặt đất vừa sáng ra. Giờ Cục An ninh đang lùng sục khắp thành phố để tìm hắn. Bà Vương, bà không sao chứ? Tên đàn ông cận bà đó là tôi đưa vào tù. Hắn trốn thoát chắc chắn sẽ tìm tôi để trả thù. Không tìm thấy chúng tôi chắc chắn sẽ liên lụy đến dì. Còn cả tiệm quần áo. Dì Vương, dì mau quay về huyện tìm bà Phương. Nhờ Phương Chí Tân bảo vệ dì một chút. Bây giờ tôi sẽ mua vé máy bay về Bình Thị. Sau khi về Bình Thị, chị cũng phải cẩn thận. Dì Vương, xin lỗi. Đang nói gì vậy? Vụ Lý Triều Dương vượt ngục đâu phải do cô sắp xếp. Cô có gì mà phải xin lỗi chứ? Con cũng muốn quay lại. Không được, ở đây an toàn hơn cho con. Con đâu phải trẻ con 3 tuổi thật. Với lại lần này nếu mẹ không đưa con đến Quảng Đông, thì không chừng Lý Triều Dương đã bắt mẹ đi ngay lập tức rồi. Mẹ chắc chắn không muốn mang con theo bên cạnh à. Vân Du do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mang Vân Tiểu Mạn cùng trở về Bình Thị. Dù sao thì Lý Triều Dương vẫn đang trong bóng tối. Hắn thật sự chạy đến rồi, chính mình sẽ không thể phân thân được. Cái gai này không nhổ bỏ thì sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Con trai, có mẹ ở đây, ai cũng đừng hòng làm hại con. Kiếp trước là mẹ không bảo vệ được con, kiếp này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Mẹ, con cũng sẽ không để ai làm hại mẹ. Kiếp trước là con quá vô dụng, ngay cả mẹ mình cũng không bảo vệ được. Kiếp này... Vân Tiểu Mạn cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ và chân nhỏ của mình, không thể không nhếch mép cười. Đời này muốn bảo vệ mẹ mình, hình như càng trở nên khó hơn. Cốc Vũ, tôi có việc gấp cần về quê một chuyến. Từ bây giờ công việc của công ty giao cho cậu đảm nhiệm. Biết phải làm gì không? Biết rồi. Sếp, có chuyện gì xảy ra vậy? Cần để anh cắt đi cùng cô về không? Không cần, các anh ở lại trông nom công ty cho tốt. Xử lý xong việc tôi sẽ quay lại. Sau khi giao phó công việc xong, chắc bà Vương đã lên đường đến nhà bà Phương rồi. Nhưng cô ấy vẫn muốn gọi điện về nhà, xem họ có đi chưa. Điện thoại reo cả buổi mà không ai nghe. Có vẻ như dì Vương đã đi lên huyện rồi. Lý Triều Dương, chắc chắn là hắn. Lý Triều Dương, tôi biết là anh thật táo bạo, dám nèn vào nhà tôi lúc này. Ha ha ha, Vân Du, bây giờ biết sợ rồi, tôi đã ly hôn với cô rồi, tại sao cô còn hại tôi? Nếu cô không muốn tôi sống yên ổn, vậy tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Cô giấu Tiểu Mạn ở đâu rồi? Đừng nghĩ tôi không tìm thấy. Sẽ cho cô biết thế nào là không độc không phải đàn ông. Lý Triều Dương, có chuyện gì thì nhắm vào tôi mà đến. Dù gì Tiểu Mạn cũng là con trai ruột của anh. Anh không thể ngay cả con mình cũng không tha chứ. Tôi đã bị cô hại đến mức sống không nổi rồi. Tôi vẫn quan tâm đến cái mông nhỏ của cô. Còn bà già này nữa, dù bà ta có chạy đi, cô vẫn còn tiệm quần áo mà. Nếu cô không xuất hiện, tôi sẽ không thể chờ được mà tìm người đến mạng đâu. Ha ha ha. Lý Triều Dương, đồ súc sinh. Ai đang ở ngoài đó? Là tôi, Vân Du. Sao cô về nhanh thế? Bà Vương đâu? Sao cậu cũng về rồi? Đừng lo, bà ấy đang ngủ trong nhà. An toàn mà. Tối qua, Lý Triều Dương đã lẻn vào nhà dì Vương. Lá gan của anh ta lớn thật đấy. Vụ vượt ngục lớn như thế này, tại sao cơ quan an ninh Bình Thị không cử người đến đó để canh chừng? Lần này chạy thoát không chỉ có một mình Lý Triều Dương, mà có đến mấy người, vì vậy hoàn toàn không có người để cử đi canh chừng. Hả? Có mấy người cùng vượt ngục? Nhà tù Bình Thị được xây bằng đậu phụ à? Dạo gần đây không phải đang mùa lũ sao? Mấy ngày trước mưa bão liên tục,
Tường của trại giam đã cũ nát lâu năm, bị mưa làm sập rồi. Mấy người đó đã nắm bắt cơ hội, chui ra từ nhà vệ sinh tầng 2 của trại giam, sau đó chạy ra từ bức tường bị sập. Nghe xong, Vân Du gần như muốn nôn, chui ra khỏi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của thời đại này là loại nhà vệ sinh chung lớn, một hàng bệ ngồi, bên dưới là hầm chứa phân. Những người vượt ngục đã chui vào từ bệ ngồi, trượt xuống hầm chứa phân ở tầng 1. Không ngờ Lý Triều Dương lại có đồng bọn, mặc dù không chắc chắn những kẻ vượt ngục đó có hành động cùng hắn ta không, nhưng không loại trừ khả năng này. Tôi lo hắn ta sẽ gây bất lợi cho những người xung quanh tôi. Sau khi không tìm thấy tôi và Tiểu Man, họ đều là người vô tội, tôi phải dụ Lý Triều Dương ra. Chỉ có bắt được người mới là cách yên tâm nhất. Nhưng điều đó sẽ rất nguy hiểm. Mẹ, hay là đừng đi nữa. Để công an từ từ bắt, kiểu gì cũng sẽ bắt được người thôi. Nhưng biết đến bao giờ mới bắt được, nhỡ đâu hắn trốn vài năm, mười mấy năm không lộ diện, hoặc hắn trốn trong bóng tối, chờ lúc chúng ta không chú ý, rồi bất ngờ lao ra đâm chúng ta một nhát. Mỗi ngày sau khi hắn chạy trốn đều là những ngày đánh cắp được, chúng ta không thể dây dưa với hắn lâu được, vì vậy chỉ có thể dùng cách mạo hiểm nhất để bắt hắn, để trừ hậu họa. Đúng là như vậy, mục tiêu của Lý Triều Dương là tôi, vì vậy chỉ có thể để tôi ra mặt để dụ hắn ra. Yên tâm, tôi cũng không phải dễ bị bắt nạt đâu. Hắn muốn lấy mạng tôi, cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó không. Đợi đến sáng, anh đi cùng tôi đến cục an ninh Bình Thị nhé. Được thôi, sáng mai tôi sẽ nói với sở trưởng, bảo sở trưởng sắp xếp thêm hai người hộ tống cô cùng đi Bình Thị. Cảm ơn, tôi phải đi ngủ một chút, không biết lại bận rộn đến mức nào nữa. Vừa vào cục công an thành phố Bình, Vân Du đã thấy cục trưởng đang triển khai công việc với vài lãnh đạo, ai nấy đều có vẻ mặt rất nghiêm túc. Tối qua, trong thành phố xảy ra một vụ án mạng, nghi ngờ có liên quan đến tên tội phạm đang lẩn trốn. Lãnh đạo thành phố đã ra lệnh, yêu cầu trong vòng 3 ngày phải bắt hết tất cả tội phạm trốn thoát. Vân Du và Vân Tiểu Mạn nhìn nhau một cái, trong lòng đều sợ hãi một phen. May mà Vân Tiểu Mạn đi cùng bên cạnh, dì Vương lập tức đến nhà họ Phương, nếu không...